khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 84: giới luật rất quan trọng. Tôi 3 năm đầu học Phật, thân cận với Đại sư Chương Gia. Mỗi một tuần tôi gặp Ngài một lần. Đại khái thời gian gặp từ 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ. Ngay trong 3 năm này, có lúc Đại sư Ngài nhẹ nhàng cầm bút lông mà viết, rất nghiêm túc mà nói một câu: giới luật rất quan trọng. Sau khi Đại sư Ngài viên tịch, tôi nghĩ tưởng lại, tôi theo Ngài 3 năm đã học được những thứ gì? Giới luật rất quan trọng. Ấn tượng câu nói này rất là sâu sắc, bởi vì chí ít đã nghe qua không ít hơn 30-40 lần. Mỗi lần Ngài nói chính là câu nói này: giới luật rất quan trọng. Khi lần đầu tiên giảng, Ngài giảng rất tường tận. Giới luật, Ngài dùng một thí dụ. Ngài nói: thí như chúng ta từ Đài Bắc ngồi xe lửa đến Cao Hùng, thì giới luật chính là vé xe lửa. Bạn cầm tấm vé mới bước được lên xe. Tấm vé này trước khi chưa đến nơi cần đến, trên xe có lúc cần phải kiểm soát vé, quyết định không thể bỏ đi. Khi đến nơi cần đến rồi, tấm vé này còn phải giao lại. Giới luật của nhà Phật cũng như tấm vé xe lửa vậy. Từ ngày bạn bắt đầu học Phật, mãi đến ngày thành Phật đều phải tuân thủ. Do đó, chúng ta đối với giới luật mới khẳng định lại, nhận biết rõ ràng làm mới lại. Trên kinh điển Đại Tiểu Thừa, Thế Tôn Ngài đều đã nói qua: nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ. Yêu cầu chúng ta là định huệ, giới hạnh là nền tảng của định huệ. Không có cái nền tảng này thì định huệ nhất định không thể thành tựu. Việc này cũng là nói rõ người hiện tại học Phật vì sao không bằng người xưa. Nguyên nhân là chính ngay ở chỗ này. Giới luật có chỉ, tác, hai loại phương thức. Chỉ là cấm chỉ, nhất định không thể làm. Nếu làm thì là phá giới. Loại thứ hai là tác trì, bạn nhất định phải làm, bạn không làm thì phạm giới. Cho nên có chỉ, tác, hai trì, như năm giới, mười giới đều thuộc về chỉ trì, quyết định phải cấm chỉ. Tinh thần của giới luật chúng ta phải ghi nhớ: đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành. Chỉ là đừng làm các việc ác, tác là vâng làm các việc lành. Phàm hễ có việc gì làm lợi ích cho chúng sinh thì nhất định phải làm, không làm thì là phạm giới. Việc này ở trong giới luật của Đại Tiểu Thừa có nêu ra. Ngày nay chúng ta đọc giới bổn, trên giới bổn chỉ là nhắc đến mà thôi. Giới điều tất yếu có tu chức hay không? Có. Đây là thật, không phải là giả. Căn bản đại giới siêu việt thời gian, siêu việt không gian, không cần phải tu đính. Thí dụ như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Năm giới điều này siêu việt thời không. 3.000 năm về trước, như vậy mà làm là chính xác. 3.000 năm về sau đến ngày nay vẫn là không thể thay đổi. Đây gọi là căn bản đại giới. Ngoài căn bản đại giới ra, phần nhiều đều là tùy theo đời sống quy phạm của mỗi nơi. Đương nhiên do thời gian nơi chốn có khác nhau, cho nên mỗi một đạo tràng đều có quy củ của chính nó, đều có công ước thường trụ của nó. Vậy thì đúng, vậy thì chính xác rồi. A Di Đà Phật.
Nam mô